trời ơi là trời, kêu ổng á đi qua nhà mẹ nhìn tiếp mấy bao lúa thôi, mà đi từ chiều hôm qua tới bây giờ sáng trưng sáng bét luôn rồi, còn chưa chịu về nữa. Hả? À, gọi điện á thì không bắt máy, nhắn tin á thì không trả lời, thiệt là tình chứ, bó tay cái ông này luôn. Tao về tới nhà là mày biết tay với tao, đồ cái con vợ hư thân mất nết. Rồi rồi, đã xỉn nữa rồi, dám chịu nổi không? Cô vô đây, tôi biểu rồi, nhanh. Xỉn á, thì đi vô nhà ngủ giùm tôi cái đi cha nội, còn kiếm chuyện cái gì nữa vậy hả? Thì đúng rồi. Đúng cái gì? Nhà tôi xỉn nha. Sao? Tôi mới biết gõ cái bộ mặt thật của cô. Ủa, cái bộ mặt của em sao nè? Đồ ngoại tình. Mẹ em bé thôi, em ngoại tình hồi nào? Cuộc khởi của chói á. Hồi hôm nè. Sao? Tôi ngồi nhậu với cha, với mấy ông anh ở bản á. Cô nhắn tin tò tí với thằng kia, lộn qua máy tôi nè. Rồi rồi, tới công chuyện rồi. Trời ơi. Cô khỏi có chói. Hồi hôm, cô nhắn cái gì? Thì em thương anh lắm. À, thằng lắm là thằng nào? Thằng lắm là thằng nào? Thằng lắm là thằng nào? Còn nhắn nữa. Nhắn cái gì nữa? Thì em... Thì gì? Cái gì? Em thương anh nhiều. Đó, mày còn chơi nữa không? Hết thằng lắm, bây giờ tới thằng nhiều nữa. Thằng nhiều là thằng nào? Trời ơi, chơi nè. Còn thằng nào đó? Còn nhắn cái gì nữa? Còn thằng nữa. Thằng nào? Em thương anh khùng, được chưa? Đó, hết thằng lắm, hết thằng nhiều, bây giờ tới thêm thằng khùng nữa. Tới thêm thằng khùng nữa. Thằng khùng là thằng nào? Cục đứng lại, cục khai ra không? Nhanh. Cô khai không? Chị ơi. Thằng khùng là thằng nào? Im giùm tôi, cái đi ngủ thì ngủ giùm, cái đưa cái chai ngủ đi đây. Cái đó nào? Ôi, rớt luôn rồi. Đưa cái nó đây. Hả? À. Cái đầu á thì đội nó bảo hiểm, mà chiếc xe thì để cho nhà mẹ bển á. À. Nghĩ sao vậy hả? Ông á ha, ông tỉnh dậy đi, mà biết tay với tôi, nhậu ghét á rồi quên trước quên sau, ghét rồi lú lẫn luôn hay gì vậy? Đó, cho ngủ đi. À, thằng không ăn đâu. Tao bắt được mày một cái mày biết với tao. Ừ, ông còn lâu á ông mới bắt được con khùng. Ôi hồi xỉn sai gì hết biết đường. Nhắn tin cho ổng không biết nữa. Bó tài chứ. Ngủ đi, tỉnh gì biết. Hai vợ chồng thằng Tốn này. Lúc đó nó mượn tiền mình á thì nó năn nỉ. Bây giờ mình lên mình đòi nó, mình thấy năn nỉ ngược lên đó nè. Vợ chồng Tốn đâu rồi? Thiếu tiền cô á hơn một năm trời không thấy trả. Ý, anh hình như là cô Sáu tới rồi kìa. Ý, cô Sáu tới. Đóng cửa lả lẹ. Xích lên anh, xích lên. Khỏi đóng cửa, cô thấy rồi. Cô Sáu, mới lại chơi hả cô Sáu? Ủa, cô đâu có rảnh đâu. Đi lên đây lấy tiền hai đứa con mà. Ủa, tiền gì cô Sáu? Ủa, hai đứa con mượn 5 triệu hơn một năm mà sao mà không trả cho cô vậy? Tự nhiên cô Sáu làm nọc quá, con quên. Sáu ngồi ghế chơi đi Sáu. Rồi thôi, bây giờ là mình nhớ chưa? Hai chồng con mượn đó, bây giờ nó nói quên đó, giờ nhớ chưa? Nhớ rồi Sáu ơi, con nhớ rồi. Tại nãy vô là nộp quá không quên thôi. Bây giờ nhớ là trả chưa? Này, kẹt quá Sáu. Kẹt gì? Hồi sáng cô đi ngang là cô thấy hai chồng lên ao cá bán rồi, nói kẹt cái gì? Cô đâu? Cô bán ai đâu? Chèn ơi, cô thấy bán ao cá lên tờ 500 được không? Bây giờ nó không có gì. Trời, còn nhớ trời, có mấy trăm ngàn là Sáu lên ao. Bây giờ cô Sáu hỏi hai đứa có trả không? Kẹt cô Sáu, để từ từ không, đi vậy chồng. Không trả, cô đi ra cô nói hết sớm. Trời ơi, xóm này, khắp xóm này, nhà nào vợ chồng ông có mượn không thiếu đâu. Sao nói chi, con đâu có mất cỡ. Cô đâu có ra ngoài mày nói là con là thiếu tiền của Sáu đâu. Vậy cô ra cô vậy? Nói hết xóm là hai chồng con trả tiền cô rồi. Hai chồng con trả tiền cô rồi. Ê, Sáu, đừng Sáu. Không được, Sáu ngồi. Sáu ngồi nghỉ đi chứ. Sáu mà đi nói. Không có bây giờ là trả không? Trả. Sáu mà đâu có đi khắp xóm con trả Sáu rồi, là ai cũng xuống đây đòi tiền đâu con trả. Rồi trả rồi, đem tiền ra trả đi, cô không đi nói. Lấy tiền trả Sáu. Sáu ngồi chơi chờ con chút xíu nha. Để đừng nói Sáu. Ngồi chơi Sáu. Thấy tiền đi rồi mới tính. Ngồi chơi Sáu, ngồi đi. Lẻ đi. Trời, đưa Sáu luôn đi, điếm gì nữa. Sáu. Được có nhiều đó. Rồi. Cảm ơn nghe, lần sau đừng mượn nữa nha.
đừng nhớ nhớ hứa con là đừng nói với ai là con trả sáu bồi nha. Trời ơi, lấy tiền trong túi chắc cứu người tao đâu có nhiều chuyện đâu. Nhớ là sao? Trời ơi, anh ơi. Tự nhiên nói có 5 triệu. Từ từ nó năn nỉ thì không, tự nhiên kêu lấy tiền. Vậy sao đùi đi nói thấy khắp xóm mình trả rồi cho ai cũng đâu sớm mới đòi gì mình tiền đâu trả. Thiệt là công nhận sao. Ok, như mất 5 triệu rồi. Thì giờ mỗi người ta trả người ta chứ là sao mất gì. Vô. Ủa 5 triệu đi. Không biết quả có đi nấu người tao này nữa. Anh ơi anh, anh chạy lên tiệm tạp hóa trên đầu lộ đó. Anh mua 1 ký gạo về em nấu cơm ăn sáng nha anh. Lên tiệm tạp hóa bà Chính đó chả anh hả? Ờ. Rồi anh biết rồi, đến đây liền. Nhà hết trơn gạo luôn rồi đó. Thôi nó mệt. Rồi anh làm gì mà anh chạy thở hổn hển vậy? Anh quên lấy tiền. Rồi á, anh đi chạy lên tới tiệm bà Chính chưa? Tới rồi nè. Bây giờ mới chạy về nè. Chàng ơi, rồi sao không nói Chính là mới chịu cho con đi. Chiều con đem tiền lên trả cho Chính. Quen biết không à. Tự nhiên chạy 5-7 cây số về tới đây lấy tiền đó hả? Ừ ha. Sao anh quên ta? Chỉ tình anh chứ. Thôi lỡ anh vô giống lấy tiền coi. Thế nè 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 nè. Ôi, đưa tiền đi nè. Đây. Đó mà anh chạy vô tới chổng biết chừng nào nè. Nó mệt. Nè. Rồi, đây à. Xích về đó nghe. Biết rồi, biết rồi. Ôi, thiệt tình chứ. Sao ông nội này không đi làm gì lâu dữ vậy ta? Em ơi. Cái gì vậy anh? Nó mệt. Lần nào anh cũng chạy về cắm đầu cắm cổ hết trơn à. Vì gạo đâu? Hả? Anh nhớ tới tiệm mà Chính rồi. Rồi sao? Mà anh thấy gạo á, nhiều giá quá à. Anh không biết mua loại nào hết trơn á. Trời ơi, mình mua có 1 ký gạo thôi. Thì gạo nó trên lệch với nhau 1.000, 2.000 thì anh cứ mua đại đi. Cái gì cũng tự quyết định đi chứ, cái gì cũng về hỏi em hết trơn là sao? Ừ ha, anh sợ mua bậy về em la. La cái gì mà la? Thôi để anh ra ngoài anh mua lại nữa à. Thôi hết rồi. Anh mà đi kiểu này á, chạy đi chạy về 5-7 cây số không biết đây tới chiều có gạo ăn cơm chưa nữa. Anh lẹ vô, lẹ vô. Thôi, đưa gạo đi anh cầm cho. Nè. Em tính đâu quá là anh chưa mua được gạo không à. Mua rồi đó. Nè anh cầm cái cuốc đi. Chi nữa? Anh ra ngoài sau vườn á, anh cuốc xong cái luống đất cho em. Tông á rồi trưa nghỉ vô ăn cơm luôn nha. Bây giờ là em vô nấu cơm. Rồi, anh biết rồi. Thôi, hết cái này tới cái kia. Gì đây? Chàng ơi là chàng. Đã dặn 5 lần 7 hiệp như vậy đó mà ra được mua được cái bịch bột gạo là hay à. Mèn đét ơi, thiệt á. Kêu mua gạo đi mua bịch bột gạo. Giờ qua bà Tư á, mượn mấy lon gạo gì nấu cơm ăn chứ sao giờ. Ôi nè, em đâu mất tiêu rồi ta. Tới giờ này chưa chịu vô ăn cơm nữa. Anh. Anh gì? Vì sao không vô nhà ăn cơm nằm đây ngủ vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ủa em. Thì sao không vô nhà ăn cơm? Em có cho anh vô ăn đâu mà vô. Cái này á là anh nói lại nha. Em không cho anh vô ăn cơm hồi nào hả? Thì hồi nãy em đưa anh cái cuốc nè. Em nói là làm xong rồi chưa nghỉ vô ăn cơm luôn đi nha. Xong á rồi chưa nghỉ vô ăn cơm luôn nha. Em kêu nghỉ vô ăn cơm chứ có kêu vô ăn cơm đâu mà anh dám vô. Làm đói bụng quá trời luôn. Trời em ơi là cha. Anh ơi là anh, giùm ơn á, đầu óc anh suy nghĩ giùm cái đi. Em nói là chưa anh nghỉ vô ăn cơm. Đó, vô nghỉ vô ăn cơm rõ ràng đó. Thì làm xong rồi nghỉ vô nhà ăn cơm chứ ai kêu anh ngồi ngoài này không cho anh ăn cơm hồi nào đâu. Ủa gì hả? Ai biết ai kêu nói không rõ ràng làm anh tưởng là không cho vô ăn cơm không à. Nói vậy mà không rõ ràng hả? Anh suy nghĩ không rõ ràng thì có. Bây giờ vô nhà ăn cơm. Vô kệ đi, đói bụng quá. Biết bó tài anh chứ. Nắm ngoài này cho đói bụng nè.